Lái xe tăng, lái xe múc. Rồi. Dạ đúng rồi. Họ đang chơi trò lái xe con nít ở tại Việt Nam luôn. Bốn anh Tây, dạ cao to đẹp trai, lái một chiếc xe gọi là siêu xe. Rồi chọc gái đấy chứ mới ghê chứ. Chọc gái nó mới ghê chứ. Rất khoái, họ có vẻ rất khoái, rất sướng. Đúng rồi, qua Việt Nam rất sướng luôn. Cảm ơn Việt Nam, cảm ơn xã hội chủ nghĩa, cảm ơn Bác Hồ vĩ đại. Cảm ơn tất cả luôn đã tạo chúng ta một cơ hội, một đất nước hòa bình, tự do và hạnh phúc thì mới có được những trải nghiệm như thế này. Nói chung cảm ơn tất cả những chiến sĩ đã đổ máu, đã hy sinh cho Việt Nam có được sự tự do, có được sự yên bình. Không gì quý hơn độc lập tự do mọi người nhé. Đúng rồi, mọi người hãy nhớ điều đó. Đã. Tiền có thể làm ra nhưng mà sức khỏe rất quan trọng. Chúng ta bên cạnh sức khỏe thì chúng ta cũng không thể nào mà bỏ qua được những cái cuộc vui. Người ta bảo rồi, một nụ cười là bằng 10 thang thuốc bổ. Cho nên là các bạn hãy vui chơi. Dạ, và vui chơi, hãy tận hưởng. Hãy vui chơi và hãy tận hưởng. Đúng rồi, mình đang ở bên Vân Bơ nhé bạn Kiều Thu ơi. Dạ, tuyệt vời lắm luôn á. Dạ, 100k là tham quan hết luôn mọi người nhé. 100k thôi ạ. Nó nhiều không nói, nó 1 triệu không nói, nó 10 triệu không nói, nó chỉ có 100k thôi nhá. Rồi, đang xem mấy ông Tây chuẩn bị đua xe kìa. Đấy. Đã làm ra tiền để làm gì? Làm ra tiền để vui chơi, làm ra tiền để tận hưởng, làm ra tiền để tiêu tiền, là tiêu sản nhá. Dạ đúng rồi. Em vô mà không có anh bên Nha Trang. Dạ em ơi, 9 nữa, 10 giờ anh về nhá. 9 giờ anh về gặp nhau nhá em nhá. Ok nhá. Rất khoái. Wow. Dạ. Em ơi, tầm 9 giờ nhé, 9 giờ tối anh đi cáp treo về nhé, thì có thể là 10 giờ anh sẽ có mặt ở Nha Trang nha em nhé, yên tâm nhé. Dạ đúng rồi, 10 giờ có mặt Nha Trang nhé. Nó quá trời xinh luôn mọi người nhé, nó quá trời đẹp luôn. Đây là một trong những cái khu gian hàng đấy, gọi là Market Harbor. Đúng rồi, Market Harbor nhá. Chỗ này thì đúng rồi. Chỗ này thì ánh sáng nó không đủ cho nên là cái GoPro của mình nó hơi nhấp nháy nhá, nó hơi nhấp nháy nháy. Đúng rồi. Điện thoại thì nó tự cân bằng được, Nhưng mà ánh sáng trên GoPro thì nó lại hơi nhấp nháy. Đây nó hơi nhấp nháy. Đấy, nó không đủ ánh sáng mọi người ạ. Lẽ mình phải chỉnh lại ánh sáng. Quá đẹp nha mọi người ơi, quá đẹp, quá xinh cho một chiếc siêu xe. Một chiếc siêu xe tại đảo Vinmerland mọi người nhé. Đây là chiếc VS9. Quá đẹp, quá xinh mọi người nhé. Đang ở một cái vị trí rất chi là đẹp trong cái trung tâm thương mại này. Trong cái trung tâm thương mại của Vin Harbor Nha Trang này. Đó. Đấy, đôi khi là chúng ta mơ ước cả một đời luôn cũng không có một chiếc xe như thế này. Đúng rồi. Quá đẹp, trắng như ngọc trinh luôn. Trắng như ngọc trinh đây, trắng tinh khôi nhé, trắng từ đường nét này đó. Đúng rồi, quá đẹp. Dạ đúng rồi, quá đẹp nhé mọi người nhé. Chúng ta có thể qua Vin Harbor Nha Trang được rất nhiều lần. Nếu mà tính ra mà ngày nào cũng đi qua đây chơi, ngày nào cũng đi qua đây tham quan, là chỉ ra 100k trên một ngày thì chúng ta sẽ đi một tháng thì hết có 3 triệu thôi. Dạ, hết có 3 triệu để trải nghiệm, để mở rộng tầm mắt, để mở rộng tầm nhìn. Trong một cái siêu thị, trong một cái không gian rộng lớn như thế này. Đây. Quá tuyệt vời mọi người nhé. Đó. Có thang máy luôn kìa. Có thang máy luôn. Đó, rất tuyệt vời mọi người nhé. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe cái khúc vừa rồi. Cửa này không mở. Và sau đây lên từ chương trình thì xin mời tất cả quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc mang tên Dạ Hồ. Đó. Một
cái phần tiệc trà chiều này các bạn có thể là mua và setup để chúng ta có thể là chụp những bức hình siêu đẹp nhé. Happy birthday này. Đấy, happy birthday nhé. Đấy. Ở đây là những chú gấu xinh xắn này. Đó. Đó, những cái đồ này là rất nổi tiếng trên mạng này. Đó, rất nhiều bạn trẻ tới đây là để được. Dù còn vương hàng trong nỗi đau như kêu em xuống bao nhiêu lần đầu, chưa từng cho phép gì từ em không cho mình đau, nhưng sâu trong thâm tâm trái tim em vẫn không ngừng nhỏ máu, vì lỡ rơi trong một vòng I'm
Đón chờ xem màn trình diễn Tata Show tại Vin Harbor Nha Trang mọi người nhé. Chúng ta cùng chờ nhé. Hiện tại chúng ta sẽ đi bằng hai phương tiện nhé. Một là chúng ta có thể đi cano cao tốc từ đất liền qua Vân Bơ và ngược lại từ Vân Bơ qua đất liền. Phương pháp thứ hai là các bạn có thể đi cáp treo từ Vân Bơ qua đất liền và từ đất liền qua Vân Bơ mọi người nhé. Hai phương tiện đồng hành song song cùng nhau nhé mọi người nhé, để giảm tải cho những cái chuyến cáp treo và những chuyến cano nhé. Rồi chuẩn bị xem pháo hoa mọi người nhé, chuẩn bị xem pháo hoa nhé. Màn trình diễn pháo hoa tuyệt đẹp tại thành phố biển Nha Trang, tại khu vực là Vinh Wonder Nha Trang. Dạ đúng rồi. Dạ. Mình đang livestream trực tiếp trên TikTok mọi người nhá. Dạ rồi, cảm ơn mọi người đã like, ủng hộ và theo dõi kênh TikTok của Nha Trang chúng tôi. Dạ đúng rồi. Các bạn chuẩn bị đếm ngược nhá. Dạ đếm ngược mọi người ơi, đếm ngược nhá. Dạ tuyệt vời luôn mọi người ạ. Tuyệt vời mặt trời luôn á. Đúng rồi, rất chi là tuyệt vời luôn mọi người nhá. Dạ mọi người đừng đi đâu xa nhá. Sắp bắn rồi nhá. Đừng đi đâu xa mọi người ơi, chỉ còn thời gian đếm ngược sắp tới rồi nhá, sắp đếm ngược và sắp tới rồi mọi người nhá, đừng đi đâu xa nhá. Đúng rồi, họ sẽ đếm 6 5 4
3 2 1 chuẩn bị rồi. Wow, đấy rồi, bảo ngay mà, đấy, bảo ngay mà, thấy không, các bạn đứng gần không thấy gì đâu, đúng không, thấy chưa, càng xa càng tốt. Wow wow wow, hi ya ha hi ha. Wow, quá tuyệt vời. Việt Nam người sống cùng nhau, quá tuyệt vời mọi người ơi. Lưu danh sự sạch mẹ tổ ca cố gắng lòng nhau cùng chăm con xây cờ đồng. Quá tuyệt vời, đã rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn nhé, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều nhá. Đã, những màn trình diễn pháo hoa đẹp tuyệt vời luôn. Đã, wow. Ở bên Winterland mọi người ơi, ở bên Winterland nhá. Winterland Nha Trang. Đừng có mở nhạc nữa. Cảm ơn anh Dương nhá. Làm ơn đừng có mở nhạc nữa để tôi nghe tiếng pháo hoa. Đúng rồi. Đâm. Wow. Wow. Quá tuyệt vời mọi người ơi, quá tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời mọi người ơi. Dạ. 5 phút nhá mọi người. 5 phút nhá. Thôi bài à. Tuyệt vời. 5 phút bạn ơi, 5 phút mà bình tĩnh nhá. Mà Tuyết Trắng ơi, bình tĩnh bạn ơi. Mọi người ơi, rồi, quá tuyệt vời luôn. Dạ, chấm hết mọi người ơi, chấm hết nha. Tiếng
我没破，没破，都不要了。到今天把那药抹的，嘎子的，为啥就第二十天多的？后来又跟你说了，我没回去好不好？对呀。那好像，那个英文是，就是那个英文是是最好的呀。那英文就开始来了跑。那这个到时候你升级。玻璃里头有个反光，看不进去。哦，刚才拍了，刚才要拍了。